Hey, xin chào các bạn sinh viên. Đây là số thứ 6 của Văn Lang Kids. Số phát sóng lần này, Văn Lang Kids sẽ xoay quanh chủ đề về một học phần mà đa số các bạn sinh viên đều sẽ phải trải qua. Nhưng hôm nay, mình sẽ không nói từ khóa ngay từ đầu đâu, mà mình sẽ nhờ các bạn sinh viên Văn Lang diễn tả từ khóa thông qua Body Language. Các bạn hãy cùng đoán xem từ khóa của Văn Lang Kids số 6 này là gì nhé. Mình cũng không biết được rằng khi các bạn xem xong có bị rối não với những phần diễn tả từ khóa vừa rồi hay không nữa. Riêng mình và ekip cũng không ngờ rằng các bạn sinh viên lại khó có thể diễn tả từ khóa đến như vậy. Và từ khóa số 6 của Văn Lang Kids ngày hôm nay đó chính là mùa quân sự, một mùa học khó quên với các bạn sinh viên. Và bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu xem sinh viên Văn Lang có những trải nghiệm gì đặc biệt trong mùa học quân sự này nhé. Nếu là mình thì mình cũng sẽ muốn ở nội trú. Có nhiều cái khá là bất tiện á. Ví dụ như chỗ ở không đủ, tại vì sinh viên trường mình cũng khá là đông á. Với lại là ăn uống, vệ sinh. Cái chuyện vui hay không vui là nằm ở cái tập thể lớp. Kiểu như những ngày bình thường trong năm á, thì mọi người ít khi mà người ta quay họp lại với nhau. Cho dù là không được ở nội trú mà tụi em cũng được vui chơi rồi ăn uống cùng nhau, cho nên thấy rất là vui. Dạ, thực ra thì mỗi cái nó có cái vui riêng. Ví dụ như em thì nhà em cách khu quân sự 10 cây số, thì sáng 4:30 em dậy em thấy rất là vui. Chỉ vui chơi với bạn bè thôi. Là tới cái ngày cuối cùng á thì mình được chơi bóng chuyền. Có một lớp là có một bạn làm ảnh hưởng và tụi em phải bị bắt đi phơi nắng, đó là em nhớ đến bây giờ. Vì em bị chó ruột. Tại bữa đó là em đi trễ, xong cái em chạy vô, cái con chó nó thấy em chạy, rượt theo em. Khi nào mà em gặp cái thầy dạy, thầy đó kêu con chó đừng rượt em nữa, thì chó mới không rượt em nữa. Không có đâu nha các bạn ơi, trời không có vấn ế gì hết, vấn ế như thường. Thì như mình thấy giờ thì tất nhiên là không rồi. Em sẽ biết cười vô mặt tụi nó, cười vô mặt tụi nó, không có nào có hết á. Em thấy không có chai thẳng rồi, em thấy toàn gai như thế. Lớp em ế hết anh ơi. Dạ nón, quạt, nước, kem chống nắng, kem dưỡng da, đồ ăn. Kem chống nắng, quạt, khăn giấy. À, kem chống nắng, à còn súng nữa, súng nữa. Dạ em rất là nôn nao. Dạ em vô cùng háo hức ạ. Dạ em cảm thấy là tò mò đi lại là mới mẻ đối với em. Em cũng hơi háo hức tại vì em nghe review là rất là vui mặc dù là hơi cực. Mình có một cái ký ức rất là ám ảnh về quân sự ở cấp 3, cho nên là không phải háo hức mà là cái tò mò không biết là quân sự ở đại học thì nó có khác gì không. Em nghĩ là chắc lại học lắp súng và ném mũ đạn. Học mấy cái bài kiểu như đi đường quyền như cấp 3 vậy, có học kiểu thấy quốc phòng và cách bắn súng, ném lựu đạn hoặc kiểu vậy. Dạ em hình dung là sẽ học về đội hình đội ngũ, sử dụng súng và các chiến thuật. Có thể được tiếp xúc với nhiều bạn hơn và giao lưu nhiều hơn rồi. Trong cái quá trình mọi người thực hành cùng với nhau thì mình sẽ kết bạn được với nhiều người hơn. Có, em cũng đang rất muốn có bồ. Em mong có bồ. Gây. Sương sương. Dạ em rất thích ạ. Dạ tại kiểu vì nhìn nó nghiêm túc ạ, nhìn nó trưởng thành ạ. Tại vì ba em cũng là một quân nhân nên là em... Mình cảm thấy nếu mà mặc quân phục mà nếu mà dáng mình đẹp một chút thì mình sẽ mặc rất là đẹp. Dạ biết kiếp thì không có đâu, tại vì ai cũng phải lăn lộn mà ở vô như nhau hết á. Phần động viên hả? Cố lên. Hãy dậy sớm rồi đi học đầy đủ. Học hết mình thôi, vui hết mình là qua mùa quân sự rồi. Tận hưởng kỳ quân sự. Mình mong là các bạn sẽ cố gắng vượt qua học phần hành của môn giáo dục quốc phòng này. Hy vọng các bạn sẽ thật sự hết mình trong cái học phần này. Chúc các bạn học tốt, cố gắng qua môn được để gớt môn. Dạ, lời khích lệ của em là mấy bạn cứ cố gắng lên ạ. Vì mình là một công dân, mình phải thực hiện nghĩa vụ cho đất nước ạ. Em cảm ơn.
Sắp tới, các bạn sinh viên khóa 25 sẽ bước vào kỳ học thực hành giáo dục quốc phòng. Chắc chắn rằng kỳ học này sẽ mang đến cho các bạn sinh viên Văn Lang những kiến thức bổ ích, những trải nghiệm thú vị và những kỷ niệm khó quên bên bạn bè. Bật mí với các bạn rằng khu quân sự có rất nhiều góc để sống ảo nha, cho nên các bạn nhớ tranh thủ khoảng thời gian của mình lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của thời sinh viên qua những bộ ảnh để đời nha. Và hy vọng với những bí kíp mà các anh chị khóa trên đã chia sẻ cho các bạn sẽ giúp các bạn khóa 25 hoàn thành tốt kỳ học thực hành quân sự này nhé. Tìm lại ngày tháng dấu yêu người.